nào. Thì trong video này mình cũng sẽ kết hợp luôn là cách mà mình sẽ chia sẻ luôn cái cách mình ngồi về con cắt bánh nha má, cho nó là trắng nhất, nhẹ nhàng và dễ dàng nhất. Tự nhiên cắt bánh, hôm qua cắt bánh kem rồi, nay lại cắt bánh nữa. Sốt và đặc biệt là thật là trắng. Thì bây giờ nếu mà mọi người thích thì mời mọi người vào nhé, cùng mời với mình nhé. 70 mấy ngàn á, 80 mấy ngàn ồ. Trước khi bắt tay vào làm bánh thì mình muốn giới thiệu sơ qua cái loại bột và nguyên liệu mà mình sử dụng trong công thức này. Mình sử dụng bột bánh bao chuyên dụng với hàm lượng protein là 8% và có hình tứ quả mà hai miếng này. Mọi người có thể nhiều miếng luôn nha, bạn miếng gì? Bột bánh bao sản nào mà mình có thể tìm mua ở nơi mình sống. Thì thường những cái bột này ngoài cái protein thấp thì người ta thường trộn thêm cái chất tạo bột sốt cũng như là chất tẩy trắng. Men thì mình sử dụng men đỡ không cần kích hoạt, cho nên mình có thể cho được tiếp vào bột.